Chương trình Lắng Nghe Cơ Thể rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với những tác dụng vô cùng tốt của yến xào đảo thiên nhiên. Và một tác dụng mà chắc chắn là chúng ta mới chỉ nghe thôi và không biết là có chính xác hay không, đó chính là tác dụng tích cực đối với những người bị stress và mất ngủ. Bây giờ muốn hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha. Nhưng trước tiên thì Mai Phương mời quý vị, chúng ta hãy cùng đến với tình huống của chương trình. Ông xã. Anh đi làm nha con. Dạ. Khoan. Ông xã. Ông xã có ổn không vậy? Anh đâu có gì đâu, bình thường mà. Anh đi nha. Dạ. Ê, khoan. Cái gì vậy? Anh bình thường thiệt không? Anh bình thường mà, em sao vậy? Bình thường mà anh mang dép của em kìa. Trời. Thiệt tịch thèn chi hồi nãy giờ thấy chật chật. Thôi em cầm cái cặp đi. Anh đi vô anh thay đôi giày. Dạ. Ông xã. Đây là cái ba lô của bé Na. Trời ơi. Ông xã, em thấy ông xã có dấu hiệu bị stress rồi đó nha. Hay là bữa nay ông xã nghỉ ở nhà một ngày nha. Thôi thôi không được đâu, công việc nhiều lắm. Anh phải giải quyết cho xong đã chứ không thôi nó dồn nữa. Em có biết là tại vì công việc nhiều tới nỗi mà anh ngủ anh còn nằm mơ anh thấy anh còn làm việc nữa. Ông xã ơi, công việc ngày hôm nay mình làm chưa xong á thì ngày mai mình làm tiếp. Còn sức khỏe của mình á mà mất đi rồi á thì khó kiếm lại lắm. Bây giờ ông xã nghe em nè, ngày hôm nay á ông xã nghỉ ở nhà một ngày đi, rồi á vợ đi chợ nấu món gì ngon ngon cho ông xã ăn. Sau đó nha, ông xã ngủ một giấc thiệt là sâu, thiệt là ngon. Xong rồi á ông xã thức dậy nè, rồi đầu óc mình thư thái minh mẫn, lúc đó mình giải quyết công việc ha. Anh cũng biết là em thương anh lo cho anh, nhưng mà bây giờ công việc nó nhiều quá không có nghỉ được, hiểu không? Ông xã, anh nghe em nói nè. Bây giờ anh phải giảm tải công việc nè, để cho đầu óc mình thư thái. Tại vì anh nghĩ coi, anh đang căng thẳng như vậy thì anh giải quyết công việc đâu có được trôi chảy đâu, đúng không? Bây giờ anh nghỉ ngơi xong rồi, khi anh ngủ dậy nè, sức khỏe mình được phục hồi nè, đầu óc mình nè thư giãn nè, thoải mái nè, lúc đó nha, việc gì cũng xong xuôi hết luôn. Nhưng mà tại vì biết sao không, công việc nhiều quá anh không nghỉ được, chứ không phải là anh không muốn nghỉ. Ông xã, anh nghe lời em đi, nghỉ một ngày thôi, một ngày thôi mà nha, nha chồng. Thôi được rồi, hôm nay anh sẽ nghỉ ở nhà một ngày, nghe lời bà xã của anh được chưa? Ông xã em là số 1. Bây giờ nha, ông xã vô nhà đi ngủ, còn vợ đi chợ. Thôi đây anh dẹp cho. Dạ. Dạ. Dạ em biết rồi anh. Dạ. Đâu có gì đâu, cái đó chuyên môn của em mà. Dạ anh quá khen rồi. Dạ dạ. Dạ chị Hanh ha. Dạ 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 ba anh. Dạ. Ông xã. Hả bà xã. Nghĩ ta ăn chén chè nè. Ừ đợi anh chút. Rồi. Bữa nay chè tôi ý nữa hả? Chưng với hạt sen hay là nhãn nhục? Bữa nay em chưng tủ yến với lại hạt sen, cho ông xã của em được thanh nhiệt cơ thể và có giấc ngủ thiệt là ngon. Bà xã anh là số 1. Nhờ hôm bữa giờ em cho anh ăn cái món yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa này nè, mà tối nào anh ngủ cũng ngon. Chẳng những ngon mà ngủ còn sâu nữa. Đó là nhờ vậy mà đầu óc anh được giảm stress nhiều lắm, nên công việc anh hiệu quả hơn. Chồng tôi nha, bữa nay biết nịnh vợ nữa ta ơi. Em á, em chỉ cần chồng em á lúc nào cũng khỏe mạnh nè, tươi tỉnh nè, và hồng hào như vậy là em thích rồi. Nhờ có em chăm sóc anh đó. Ủa mà nè, ủa tại sao em biết cái phương pháp này hay vậy? Tất cả là có bí quyết. Bí quyết gì? Đợi em chút. Chết cha. Đây, bí quyết của em đây nè. Hả? Tạp chí sức khỏe của Bộ Y tế. Ôi cái tạp chí này là uy tín lắm á nha. Dạ. Nhưng mà ở trong ghi cái gì em đọc anh nghe thử. Đây em đọc cho anh nghe nha. Yến xào Khánh Hòa giúp giữ cho tinh thần luôn minh mẫn. Đối với những người thường xuyên làm việc trí óc, tổ yến cũng giúp tinh thần luôn minh mẫn nè, giảm stress nè. Nhờ có chứa nhiều nguyên tố đa vi lượng như là mangan nè, đồng nè, kẽm nè, rơm.
rất có ích cho quá trình ổn định thần kinh, giấc ngủ sâu, hỗ trợ sự tập trung và tăng cường trí nhớ. Vì vậy, để mang lại cho người yêu thương của mình một sức khỏe tốt, một tinh thần minh mẫn để có thể đối đầu những khó khăn trong cuộc sống, trong công việc, cũng như là chỗ dựa tinh thần cho bạn và cho cả gia đình, thì hãy chế biến các món ăn bổ dưỡng từ yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa này nha. Vợ anh giỏi ghê ta. Mà công nhận cái tạp chí sức khỏe này nó viết về công dụng của yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa đúng thiệt. Điển hình là anh ăn cái đó một thời gian xong rồi ngủ ngon, ngủ sâu, giảm stress, đầu óc thoải mái. Công nhận yến xào đảo thiên nhiên là tuyệt vời. Dĩ nhiên rồi. Anh biết không, với lại á, yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa này nè được rất nhiều người tín nhiệm và tin dùng. Nên nó chắc chắn ở trong đó sẽ có hàm lượng dinh dưỡng nhiều hơn và tốt hơn á. Nè, ông xã của em ăn một miếng nha. Nè, chồng em ăn một miếng nè. Giờ anh thiệt là lợi hại. Em mà lợi hại gì đâu. Tất cả là nhờ công dụng của yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa này đó chứ. Thưa quý vị, với vấn đề stress luôn luôn là điều mà chúng ta quan tâm đến và có rất nhiều sự lo lắng ở trong đó đúng không ạ? Và chúng ta tìm rất là nhiều những phương pháp khác nhau để mà có thể giúp cho chúng ta giải tỏa được stress và có những giấc ngủ ngon. Và một trong những phương pháp đó mà trong tiểu phẩm vừa rồi thì chị vợ đã giúp cho anh chồng đó là nấu những món ăn bổ dưỡng. Trong đó thì có chè hạt sen nè, rồi súp tổ yến nè. Và quả thật là những món đó có thực sự giúp ích cho giấc ngủ hay không? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khách mời của chương trình chúng ta, đó chính là bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Mai Phương, xin chào quý khán giả. Dạ thưa bác sĩ, vừa rồi thì trong tiểu phẩm có đề cập đến hai món ăn mà Phương thấy rằng rất là nhiều người đã sử dụng cái món ăn này xem như là một cái cách truyền miệng, những bài thuốc truyền miệng, đó là chè hạt sen. Còn súp tổ yến thì thông tin chính xác như thế nào thì chắc là bây giờ nhờ bác sĩ chia sẻ với quý vị xem rằng hai món ăn đó có thực sự giúp cho chúng ta có những giấc ngủ ngon và sâu hơn hay không ạ? Trước tiên thì chúng ta có một cái món là món cổ truyền, khi mà mất ngủ rất nhiều người hay ăn, đó chính là hạt sen. Và hạt sen chúng ta nấu chè vậy thì có giúp cho giấc ngủ tốt hơn hay không? Thì xin trả lời ngay là chắc chắn là giúp cho giấc ngủ tốt hơn. Bây giờ có một món hiện đại hơn và phổ biến hơn thôi, chứ thực ra ngày xưa thì người ta cũng đã ăn tổ yến từ lâu rồi. Nhưng mà ngày xưa thì chỉ có vua chúa mới ăn được thôi. Còn bây giờ thì cái món này nó cũng đã phổ biến hơn và mọi người có thể tiếp cận được nó. Thì đây cũng là một cái món giúp cho cái việc có một giấc ngủ tốt hơn. Thì về mặt dinh dưỡng chúng ta sẽ thấy ngay là trong hạt sen cũng như là trong tổ yến, điểm đầu tiên là nó có một số các cái hoạt chất, mà các hoạt chất này phần lớn nó là các acid amin. Ví dụ như là trong này thì nó có trypsin, tryptophan, là những cái hoạt chất mà nó giúp cho cái quá trình điều hòa thần kinh. Như vậy nó sẽ giúp cho người ta bớt căng thẳng. Và bớt căng thẳng thì thường thường người ta dễ đi vào giấc ngủ. Điểm thứ hai là trong các cái món này thì người ta luôn luôn có thêm đường phèn. Và đường phèn sẽ cung cấp một trong những cái nguyên liệu mà não cần, đó chính là glyco. Thì cái glyco là một cái phân tử nhỏ nhất của chất bột đường, khi mà nó vào trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ giúp cho cái đường huyết của chúng ta ổn định. Và khi đường huyết nó ổn định thì thường thường người ta dễ đi vào giấc ngủ. Vậy là đây chính là hai cái lý do chính. Và lý do thứ ba là thế này, thực ra trong hạt sen thì nó có một số các cái hoạt chất có cái tính an thần và có cái tính mà chúng ta hay gọi là, về mặt đông y ấy, hay gọi là có cái tính bình, tức là giúp cho người ta thăng bằng giữa hàn và nhiệt, và người ta bình ổn cái tâm tư lại thì thường thường là sẽ giải quyết được cái việc là tư tưởng thoải mái, bớt căng thẳng thần kinh thì thế nào cũng dễ ngủ hơn. Ngoài ra thì trong thành phần kể cả hạt sen lẫn cái tổ yến thì nó có một số các cái chất khoáng vi lượng mà cái trọng lượng của nó rất là nhỏ, nhưng mà nó lại có tác động đến cái quá trình điều hòa, các cái quá trình dẫn truyền và các cái xung thần kinh. Thì ở đây chúng ta sẽ kể ra ví dụ như là brom chẳng hạn, hoặc là mangan, hoặc là magie, đó chính là những cái hoạt chất rất là cần thiết cho cái giấc ngủ và đặc biệt là điều hòa thần kinh. Và tôi nghĩ là chúng ta có thể học được bài học từ chị vợ này. Dạ, rõ ràng là chúng ta có thể đánh giá chung của căn bệnh bị stress là do lo lắng và căng thẳng liên tục đúng không ạ? Như vậy thì có một số những cái loại thực phẩm dinh dưỡng thế nào có thể giúp kích thích não và vận động trí tuệ hay không ạ? Bác sĩ có thể giúp cho quý vị khán giả tìm ra những loại thực phẩm đó được hay không? Thì đầu tiên là chúng ta cần phải thấy như thế này, phần lớn những người bị stress nó liên quan đến lao động trí óc và lao động ở khối văn phòng. Vì vậy những người này phải chú ý yếu tố đầu tiên phòng ngừa từ xa, đó là điều độ trong chế độ ăn. Điều độ có nghĩa là chúng ta cần phải ăn một ngày 3 bữa. Khi mà chúng ta trẻ thì chúng ta phải chú ý là 3 bữa là 3 bữa và phải đúng giờ. Chúng ta hạn chế ăn khuya,
Điểm thứ hai là trong chế độ ăn của chúng ta, cái người mà bị stress nhiều á, là người ăn nhiều chất đạm quá. Vậy là chúng ta sẽ dựa trên chất đạm có nguồn gốc từ thực vật. Vậy chúng ta sẽ chú ý là tất cả các loại hạt đậu, trong đó ưu tiên số 1 là đậu nành. Tiếp theo thì chúng ta có thể chọn đậu xanh, có thể chọn đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng và cả hạt điều nữa. Đây là những cái loại mà dầu chất đạm mà nó tốt cho cái lao động của trí não. Bởi vì bên cạnh cái các acid amin thì nó còn có những cái chất mà những cái đạm mà thịt khác nó không có được. Đó là nó có những cái chất mà nó chống oxit hóa. Như vậy nó sẽ làm cho cái quá trình chuyển hóa các cái chất nó được tốt hơn. Vậy những cái thực phẩm này chúng ta chế biến món ăn như thông thường thôi, nhưng mà chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn nó. Nhóm thứ hai mà chúng ta cần là chúng ta cần chất béo không no. Vậy cần chất béo không no, chúng ta biết là nếu chế biến thì chúng ta ăn dầu ăn. Nhưng mà điều này là điều cơ bản thôi, chứ không phải là đủ. Điều đủ mà chúng ta làm đối với những cái người bị stress đó, là họ nên ăn món ăn luộc hấp hoặc là nấu canh. Nhưng mà họ chọn cái thực phẩm mà dầu chất béo có cái gốc tốt, tức là các axit béo chưa bão hòa, thì chúng ta ăn cá ba sa chẳng hạn, chúng ta ăn cá điêu hồng, chúng ta sử dụng các loại hạt. Và các loại hạt hiện nay về mặt dinh dưỡng thì chúng ta có khuyến nghị như này: nếu mỗi ngày tôi ăn một cái phần hạt vào khoảng 30 gram thay cho cái phần chất đạm thì tôi sẽ giảm được cái stress. Vậy là 30 gram hạt nó sẽ tương đương với một nắm tay như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ có nhóm thứ hai rất là quan trọng mà chúng ta cần, thì chúng ta sẽ chọn các loại rau xanh. Nhưng mà trong này thì chúng tôi muốn khuyến nghị là này, chúng ta hãy chọn cái loại rau nào xanh mà nó họ cải, thì bao giờ nó cũng có rất nhiều các cái chất chống oxit hóa, và thứ hai là nó có một số các cái chất khoáng vi lượng để giúp cho cái quá trình chuyển hóa và điều hòa thần kinh tốt. Chào đón quý vị cùng quay trở lại với chương trình Lắng Nghe Cơ Thể, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về những thực phẩm cũng như những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị stress hoặc mất ngủ. Một cái vấn đề nữa là mọi người đang quan tâm là những người mà thường phải làm việc với một cái cường độ rất là cao, họ thường phải sử dụng rất là nhiều những cái chất kích thích, và những cái chất hóa học đó thì thật sự là nó không tốt cho sức khỏe một chút nào cả. Cho nên là mọi người muốn tìm những cái thực phẩm tự nhiên, nó vẫn có cái tác dụng kích thích giúp cho trí não của chúng ta có thể thích nghi được với cái cường độ đó, nhưng mà nó sẽ không phải là những cái mà chúng ta đang lo sợ như là dính đến thực phẩm hóa học. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu như thế này. Thực ra cái người lao động trí óc ấy, thì họ cần một số các cái chất, mà các chất này nó đều có ở trong các thực phẩm. Ví dụ hồi nãy tôi có nêu lên các cái thực phẩm này, chúng ta chế biến các món ăn dựa trên các cái thực phẩm giàu những cái chất mà cần thiết cho hệ thống thần kinh, thì chúng ta hoàn toàn có thể điều hòa được cái nhịp sinh học của mình, và chúng ta có thể làm việc tốt mà chúng ta không nhất thiết phải sử dụng các loại chất kích thích mà đã nằm ở trong các cái loại thực phẩm. Tôi nói ví dụ các cái gói hạt điều. Hạt điều của Việt Nam rất là tốt và cái thành phần dinh dưỡng của nó cũng rất là tốt và hoàn toàn phù hợp với cái người làm việc trí óc. Chỉ có điều là 30 gram, không được ăn tới 100 gram, bởi vì ăn 100 gram thì năng lượng nhiều quá, chúng ta lại cảm thấy buồn ngủ, vì vậy đó lại phản tác dụng. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là với cái lượng công việc ngày nay của tất cả mọi người, để mà có thể theo kịp được xã hội, theo kịp được rất là nhiều thứ trong cuộc sống mà chúng ta đang mong muốn đạt đến, thì chúng ta phải làm việc với một cường độ rất là cao. Chính vì vậy mà mọi người cũng đang tìm những cái phương pháp nào đó để ngoài việc ăn uống, tại vì rõ ràng là không có thời gian để mà chúng ta có quá chú trọng đến việc đó, thì vẫn tìm những cái thực phẩm bổ sung hoặc tìm những cái chất dinh dưỡng nó cụ thể hơn để giúp cho chúng ta giảm bớt tình trạng mệt mỏi, căng thẳng hoặc là kích thích trí não. Và một trong những phương pháp mà mọi người đang lựa chọn gần đây nhất đó chính là tổ yến. Như vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rằng là thực sự là tổ yến đã đóng góp một cái vai trò gì đối với những người làm công việc văn phòng ạ? Chúng ta thấy là cái người làm việc văn phòng phần lớn là họ có một cái áp lực công việc lớn. Thứ hai là cái thời gian để họ chuẩn bị bữa ăn không được tốt lắm. Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng chuẩn bị bữa ăn tốt. Trong trường hợp không chuẩn bị bữa ăn tốt thì chúng ta hãy sử dụng những cái tiến bộ về khoa học, về công nghệ liên quan đến thực phẩm. Ví dụ chúng ta lựa chọn những cái thực phẩm mà đã được chế biến sẵn nhưng mà nó không quá phức tạp, nó cũng không quá đắt tiền, nhưng mà nó phải sẵn ở Việt Nam và đảm bảo được cái chất lượng an toàn thực phẩm. Thì tôi có thể ví dụ như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tổ yến như là một cái thực phẩm để giúp cho cái quá trình lao động trí óc được tốt hơn và đồng thời là giảm được stress. Bởi vì bản thân tổ yến thì chúng ta có nói đến các cái thành phần dinh dưỡng của nó. Trong trường hợp mà những người lao động văn phòng này nếu có điều kiện có thể sử dụng được tổ yến thì theo tôi đây cũng là một cái lựa chọn tốt cho cái chế độ ăn hàng ngày để giúp cho cái hiệu ứng
công việc được tốt hơn và giúp cho cái quá trình lao động trí óc có thể hiệu quả hơn. Dạ, vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và qua sự tư vấn vừa rồi thì Mai Phương tin rằng một chút những thông tin bổ ích và vô cùng lý thú này sẽ giúp cho quý vị khán giả, đặc biệt là những đối tượng mà chúng ta thường phải đối mặt với những áp lực công việc, chúng ta sẽ biết cách làm sao để mà chúng ta có thể làm được công việc lâu dài hơn và sẽ không luôn luôn rơi vào tình trạng căng thẳng và mất ngủ. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho Mai Phương cũng như quý vị khán giả. Xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Nhân vật của tuần của chương trình Lắng nghe cơ thể. Trong Nhân vật của tuần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một nam diễn viên rất là điển trai và tài năng. Và để chúng ta có thể là biết được nam diễn viên này là ai, xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng theo dõi một đoạn clip sau. Phùng Ngọc Huy xuất thân là một ca sĩ nhưng được khán giả yêu mến và nổi tiếng hơn khi bước sang lĩnh vực phim ảnh. Với vai diễn Quốc trong phim Cổng Mặt Trời, anh đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả, đồng thời đạt giải Mai Vàng năm 2010. Sau đó, Phùng Ngọc Huy còn định hình khả năng diễn xuất trong nhiều phim khác nhau. Sau bao năm rèn giũa và sống hết mình với nghệ thuật, anh đã trưởng thành nhiều hơn trong cả hai lĩnh vực, ca hát và diễn xuất. Với áp lực của một diễn viên kim ca sĩ, thường xuyên phải lăn lộn ở phim trường và những tụ điểm ca nhạc, Phùng Ngọc Huy chia sẻ, đã có những lúc tưởng chừng mệt mỏi, stress đến nỗi muốn buông bỏ tất cả, nhưng vì trái tim yêu nghề, anh vẫn cố gắng sống hết mình với nghệ thuật. Chúng ta hãy cùng lắng nghe Phùng Ngọc Huy chia sẻ trong chuyên mục Nhân vật của tuần kỳ này nhé. Có nhiều lúc mà chuẩn bị đi hát rồi mà nhớ cái kịch bản cái thoại này mà thoại sao ố làm như mình
Đúng thì rồi. Cái cơ thể của mình cũng sẽ hồi phục thật là tốt. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của Phùng Ngọc Huy trong chương trình ngày hôm nay. Và mình còn điều gì muốn chia sẻ với lại quý vị khán giả của chương trình nữa không? Nhân dịp là cũng còn có bao nhiêu ngày là chuẩn bị qua năm mới đúng không? Thì Phùng Huy cũng xin chúc cho diễn giả là thật là nhiều sức khỏe nè. Và bên cạnh đó là gặp nhiều điều may mắn trong công việc và cũng trong cuộc sống. Xin cảm ơn Phùng Ngọc Huy rất là nhiều. Và cũng xin gửi lời cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với chuyên mục Nhân vật của tuần trong chương trình Lắng nghe cơ thể ngày hôm nay. Với cuộc trò chuyện cùng với nhân vật của tuần thì Mai Phương nghĩ rằng là quý vị cũng đã có những bí quyết nho nhỏ để giúp cho chúng ta vượt qua được những stress, những căng thẳng để có một giấc ngủ thật ngon, giúp cho tinh thần thoải mái và chúng ta có thể tiếp tục với cuộc sống hàng ngày. Và trong đó thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được vai trò của yến xào đối với sức khỏe đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bước sang câu hỏi may mắn của tuần này. Vì sao yến xào đảo thiên nhiên Khánh Hòa giúp có giấc ngủ sâu? A. Cung cấp đầy đủ các acid amin giúp ổn định thần kinh. B. Cung cấp theranin giúp thanh lọc cơ thể, giảm lo âu mệt mỏi. C. Cả hai câu trên đều đúng. Hãy soạn tin LNCTXY gửi về 6389. Trong đó, X là câu trả lời của bạn, Y là số người dự đoán giống như bạn. Nhà tài trợ công ty Yến Sào Khánh Hòa sẽ có 3 phần quà cho 3 khán giả may mắn có câu trả lời sớm nhất và đúng nhất gửi về cho chương trình. Bên cạnh đó, vẫn còn 7 phần quà khuyến khích nhà tài trợ sẽ dành cho quý vị khán giả nào có câu trả lời đúng tiếp theo. Chúc quý khán giả may mắn! Thưa quý vị, với những thông tin bổ ích ngày hôm nay thì chúng ta có thể bổ sung thêm vào sổ tay của mình để giúp cho cơ thể của chúng ta càng ngày càng hoàn thiện hơn, khỏe mạnh hơn. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng áp lực công việc, cuộc sống, gia đình luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu. Và lắng nghe cơ thể thì luôn luôn lắng nghe quý vị. Còn bây giờ thì tạm thời chia tay với quý vị và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.